Alo, xin mến chào tất cả quý anh chị đang hiện diện ở trong diễn đàn Pao Talk và những anh chị em đang hiện diện ở trong những cái trang nhóm Facebook. Chúc các anh chị em có một ngày sinh hoạt thật là vui vẻ nha. Hôm nay thì tôi có nhiều đề tài muốn nói, nhưng mà nói về vấn đề đề tài, cái quan trọng nhất là muốn nói về vấn đề đề tài mà đang hiện tại ở trong nước mà nhiều người đang nhắc đến, qua sự việc mà tiền tỷ rồi đó, kể luôn cả cái tiền tỷ mà của cái đảng Cộng sản mà nó xúi người ta gom góp tiền từ già tới trẻ, tụi nó đóng phim đúng này đúng nọ để mà làm những cái trò hề này đó, để chiêu dụ đó. Thì tôi xin mạn phép để thưa cùng quý vị những cái tình hình lúc này cho quý vị nghe. Mà trước khi mà khởi đầu thì tôi xin có một cái bài hát này muốn hát cho quý vị nghe, hát để nghe. Mà đúng ra cái bài thơ đây là một cái bài thơ mà tôi thơ thì tôi ngâm mà thôi, giống như con vịt mà kêu vậy đó, thành ra tôi không có dám ngâm, thành ra tôi chỉ đọc thơ vậy thôi, mà tôi hát hát đại nha. Tôi nói tôi dám cam đoan rằng khi quý vị mà nghe kỹ cái bài thơ này rồi đó, quý vị sẽ buồn, mà quý vị sẽ rất là đau lòng trước cái vận nước điêu linh của dân tộc Việt Nam mình lắm, thưa quý vị. Tôi xin bắt đầu. Mai con lớn khắp nơi toàn người Hán, là người Tàu đó quý vị. Tiếng Việt mình nói nhỏ nhé con ơi, dù mình sống trên quê hương đất tổ, nhưng ai đông hơn sẽ thành chủ con à. Ý là mai mốt người Việt Nam mình nó không còn, mà Tàu nó lại đông hơn mình á. Tàu nó có thể là 200 triệu, 300 triệu, nhưng mà người Việt Nam không có bao nhiêu đó, tại vì phải đi tứ xứ và nó đã giết lần giết mòn rồi. Mai con lớn lấy chồng sao tránh khỏi, bọn Tàu kia tìm mọi cách gieo nòi, còn trai Việt thoát sao đời nô lệ, chẳng biết lúc nào mất nội tạng con ơi. Nghe đau lòng ghê không quý vị. Mai con lớn chữ mình con quên hết, chữ Việt mình á sẽ quên hết, khắp nơi nơi toàn kiểu chữ tượng hình, là tiếng Tàu, là toàn là chữ Tàu không à. Bây giờ hiện tại bây giờ quý vị đã thấy trong đất nước là toàn là chữ Tàu, đại đa số có những cái thành phố giống như Nha Trang, Đà Nẵng hay là Sài Gòn hay là những cái vùng khác bây giờ nó sử dụng chữ Tàu không à, mà chữ Việt thì không thấy đâu hết, là quý vị đủ biết rồi. Sử sách Việt sẽ ngày càng mai một, ai nhớ từng có Âu Lạc với Văn Lang. Mai con lớn đến nơi nào cũng cúi xứ mình, nhưng chẳng dám ngẩng cao đầu, vì mình làm nô lệ mà mình phải đi, phải cúi đầu để tuân phục những cái ông chủ nhân ông đó, là tụi bọn Tàu, bọn mà bưng bô cho Tàu và nó ngồi trên đầu trên cổ nhân dân đó, thành ra người dân phải cúi đầu, không có dám mà ngẩng đầu cao hãnh diện là người Việt Nam. Giống như bây giờ những cái giới trẻ nó tự hào là dân tộc Việt khi đá trái banh, mà nó quên rằng là đất nước càng ngày là càng bị cái tụi Tàu nó đô hộ, mà qua dưới nhiều cái hình thức, để từ từ tôi sẽ nói cùng cho quý vị nghe, nghe buồn lắm. Vào quán xá nhớ nép mình trong góc kẹt, đi vô tiệm mà ăn phải ngồi trong ở trong góc kẹt đó nha, nó chứ không dám ngồi bàn khơi khơi đâu. Bây giờ thì khơi khơi chứ mai mốt thì nó sẽ đi đến cái mức độ đó. Đừng tranh ăn với lũ đói ở bên Tàu. Mai con lớn những nơi nào đẹp nhất,
Hạ Long, Ninh Bình, Đà Lạt, Phong Nha và nhiều chỗ con đường héo lánh, người Việt ta không tới đó nữa con à. Tại vì nó cấm mà, nó cấm, nó không cho người Việt đi tới những cái vùng Hạ Long, Ninh Bình, Đà Lạt, Phong Nha, là bây giờ Nha Trang cũng vậy quý vị. Tôi nói đâu có là nói sai đâu, ở tại Nha Trang hiện tại ngày hôm nay có những cái vùng mà nó cấm, nó không có cho người người Việt Nam được bén mảng tới. Quý vị coi coi có buồn cười không? Đất nước Việt Nam mà con người Việt Nam lại bị chúng nó ngăn cấm và bị làm giống như là sẵn lộ ra cái bộ mặt là chủ nhân ông, và người Việt Nam là những kẻ nô lệ. Mai con lớn những kinh đô thành quách, những tượng thờ tiên tổ các hùng dương, những ngôi miếu tôn vinh Bà Trưng, Bà Triệu sẽ bị đập tan lăn lóc giữa quan tàn. Chắc chắn rồi, khi mà bọn Tàu nó đã mà thống nhất được cái nước Việt Nam của chúng ta rồi đó, thì đừng có nói miếu Bà Trưng, Bà Triệu là đây là nó còn thù nữa. Đây là những cái người đàn bà, những vị anh hùng, anh thư nước Việt đã từng mà chống cái bọn nhà Thanh, bọn quân Tàu, thành ra nó bây giờ nó phải đập phá hết. Và nó đem những cái tướng tá đồ của nó mà nó đem vô để nó thế vào những cái chỗ đó. Tổ tiên của chúng ta không có, mai mốt chúng ta sẽ có đền thờ Tần Thủy Hoàng, hay là đền thờ từ khi Thái Hậu, hay là từ cái gì đó lung tung lăng tan luôn, kể tới là đền thờ của Mao Trạch Đông là chủ tịch đảng Cộng sản của nước Tàu. Mai con lớn đồ ăn toàn bẩn độc. Bây giờ không cần mai lớn, bây giờ hiện tại, bây giờ đất nước Việt Nam bây giờ là đã bị bọn Tàu nó đầu độc qua những cái thương nhân mà người Việt Nam bất nhân bất nhẫn đi mua những cái đồ đó đem về đầu độc cái dân tộc của mình, đầu độc cái dân tộc của mình bằng những cái đồ ăn đó. Quý vị coi cẳng gà thúi nó cũng đem qua rồi, cái gì đồ thúi đồ hư đồ độc rồi đó, rồi tẩm những cái đồ bột đồ thúi đồ hư rồi đưa qua để cho người Việt Nam ghi ha hi hửng, trai có gái có già có trẻ có ngồi ăn lên rồi mà bệnh hoài, vô nhà thương hoài chữa không hết, và có toàn là chết. Bởi vì không cần phải chờ tới ngày mai, nhưng mà hiện tại ngày hôm nay đó, nước Việt Nam bây giờ người dân đã ăn toàn những thứ độc đó không rồi. Của ngon đều bị tước hết con ơi, mai con lớn biển sông hồ nhiễm độc, nước thải phương xa không ngớt đổ gì à. Đó, bây giờ bằng chứng bây giờ chứ đừng có tới ngày mai. Ngày mai nó lâu. Hiện tại bây giờ quý vị thấy những cái nhà máy mà chưa bằng câu bộ của bọn Tàu nó làm chủ, nó thải ra những cái chất thải độc hại. Rồi người dân mình, ai bị ảnh hưởng? Người dân mình và cái môi trường của đất nước Việt Nam mình bị ảnh hưởng một cách trực tiếp. Cá mắm không có, người dân bị đủ thứ bệnh mà khi dùng những cái dòng nước này vô để mà rửa chén, rửa chân, rửa đồ chứ không cần ăn uống. Mà quý vị nên biết rằng sông hồ miền Nam là sống nhờ nước, mà nước đó đã bị, khi mà đã bị nhiễm độc và cái môi trường bị nhiễm độc thì con người Việt Nam còn cái gì đâu nữa. Mai con lớn xin con đừng hòa khóc, hận tiền nhân sao nỡ để cháu con mình sống trong lòng giặc thở không dám thở, vì thời của mẹ cha ai cũng chỉ muốn được bình yên. Câu này để nhắc nhở ngày hôm nay đó thưa quý vị, có những người mà kêu bằng khoanh tay lại và họ chấp nhận cái cuộc sống ngày hôm nay, họ không dám hở môi để mà phản đối, họ không dám vung tay để mà chống đối lại những cái gì đó. Họ không có một cái tinh thần đoàn kết để mà yêu nước, và họ chỉ chấp nhận là ngồi đó khoanh tay để được yên mà thôi, để không có ai làm tới phiền tới mình. Đại khái như vậy đó. Thì quý vị làm sao? Hận tiền nhân thì
Mình tôi nói không ai hận tiền nhân mà phải cả dân tộc Việt Nam bây giờ quý vị coi hơn 90 triệu dân mà để có mấy triệu thằng mà Đảng Cộng sản nó ngồi trên đầu trên cổ và nó làm mưa làm gió nó đem đất nước dân cho tao. Đó là đau lắm quý vị. Mai con lớn xin con đừng hờn trách tổ tiên hèn với giặc ác với cháu con. Con hãy hiểu ngày hôm nay ai cũng nói ta không đòi được đất thì để con cháu ta đòi. Cái câu này thấy quen quen quý vị có nhớ không? Có một thằng lãnh đạo của Đảng Cộng sản đó, có khi nào mà chúng ta nói rằng là đảo Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam đó, nó nói không sao đâu mà tại sao bây giờ mà người dân mà thắc mắc và đòi hỏi hãy trả lại Trường Sa và Hoàng Sa cho Việt Nam thì nó nói đừng có gấp mà đòi. Bây giờ chúng ta đòi không được á, thì cứ để đó đi rồi mai mốt con cháu nó sẽ đòi, nó đòi dùm. Đó quý vị, đó là những cái câu nói mà kêu bằng phủi trách nhiệm mà chúng nó hiện tại đang ngồi ăn trên ngồi trước mà chúng nó phủi đi những cái trách nhiệm mà quan trọng này và nó để cho nó nói rằng để mai mốt giao cho con cháu có bổn phận phải nai lưng ra đòi là làm tôi mọi thôi. Mai con lớn xin con đừng phẫn hận. Ngày xưa giặc chưa vào sao câm nín im ru. Nay giặc ở khắp mọi miền bờ cõi bắt cháu con đòi ta nghe có lọt tai không. Mai con lớn thôi mẹ không nghĩ nữa. Chỉ mong bình minh đến thật mau. Và tất cả chỉ là cơn ác mộng, xin thiên cơ ban tặng một phép màu. Bây giờ chỉ biết cầu trời và hy vọng rằng đây là cơn ác mộng, mà cái này không phải cơn ác mộng mà đây là sự thật nó đang xảy ra đó, từ các anh chị. Cảm ơn các anh chị và các bà con anh chị em ở những cái trang nhóm của Facebook và trên diễn đàn Bao Thoát vừa lắng nghe. Tôi xin tiếp tục. Nước nước hồi nãy giờ em có nói chuyện cái chuyện cái bà gì Nguyễn cái gì bà Nguyễn Phương Hằng gì với ông chồng đó, nói thiệt ra đó nếu mà mình nhìn cho kỹ đây là một cái trò chơi, đây là một cái trò chơi thôi mà trò chơi này Đảng Cộng sản nó dựng ra thì có những người họ không biết thì họ nói bà này là hay quá, bà này bà dám tố cáo này dám tố cáo kia, mà tố cáo là tố cáo thằng Hoài Linh, tố cáo con Phi Nhung, tố cáo những nghệ sĩ mà gian dối lấy tiền cứu trợ vân 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 vân. Chứ thiệt ra bà đâu có dám đụng gì tới thằng Cộng sản, mà cái thằng mà dối trá mà hạng nhất, cái thằng mà đứng đầu ở trong sau lưng của mấy người này đó là cái những cái tên cán bộ đảng viên Đảng Cộng sản mà thứ dữ thứ cao chứ không phải là thứ cá kèo đâu. Tuy nhiên mình dòm thì mình nói rằng là ô nó họ bà này bà không không đụng tới, nhưng mà bây giờ bà chỉ nó chỉ cho phép bà đi tới cái mức đó thôi. Còn cái bước kia là tới cái vùng khu vực cấm rồi, bả không có được quyền nói tới, nói lý mà nói đó. Người dân Việt Nam họ phải suy nghĩ xa thêm nữa là những cái chuyện mà ăn chặn, ăn chẹn đồ hay là cái gì của thằng Hoài Linh xây cái gì nhà thổ hay là con Phi Nhung gì nuôi trẻ em rồi tiền là kêu bằng cách ké đối với Đảng Cộng sản nó không ăn nhầm vậy đó. Nếu mà thật sự nó muốn diệt thì nó diệt từ lâu rồi, nhưng mà nó đây nó nuôi giống như nuôi heo vậy đó. Cái đây là cái mánh lưới của thằng Cộng sản, trời ơi từ hồi xưa tới bây giờ chứ không phải mới đây đâu mà lạ cái gì thiệt tình đó. Rồi nó bây giờ nó trời giống như nuôi heo, nuôi cho mập đi rồi nó mới quất một lần một cú, mà không phải từ ở trong nước những cái thằng ca sĩ gì ở trong nước có dính líu với dơ giấy với tiền bạc, và cái quan trọng là những cái thằng mà ca sĩ từ ở hải ngoại đi về nè,
những con ca sĩ, những thằng ca sĩ mà đi về ham tiền ham đồ, nói ở hải ngoại bây giờ tôi hát không có ai nghe, bây giờ tôi phải đi về nước tôi hát đồng bào nghe, rồi đồng bào vỗ tay, rồi được cái huy hiệu cái gì nghệ sĩ ưu tú, hết ưu tú rồi tới nghệ sĩ nhân dân, dân dân, rồi luôn đủ thứ đó. Nó nuôi để cho những người đó mới câu mồi thêm những nghệ sĩ khác. Cũng vì tôi nói cũng vì cái chữ tham thôi, chứ không có cái gì đâu xa đâu. Rồi nó lôi kéo những người mà đứng xa xa dòm nhìn đó, ủa sao bên mấy người này đi qua bển hát ăn tiền quá, giàu quá, làm này làm nọ, nó cũng cho đem tiền ra tiền vô rồi không, mới bắt đầu cho vậy. Nhưng thưa các anh chị, bây giờ những tiền ra tiền vô, giờ thằng Việt Cộng tôi nói thiệt, nó muốn hốt lúc nào cũng được, nó sẽ hốt chứ không phải là không đâu. Với bằng chứng là bây giờ là biết bao nhiêu những cái mà nghệ sĩ ở hải ngoại là bắt đầu đương lần lần rút lui rồi. Hồi nãy em đưa ra cái ví dụ cũng của như Trịnh Vĩnh Bình, vua chả giò ở Hòa Lan, Nguyễn Gia Thiều, Đồng Hồ, rồi ô chứ cha đủ thứ đó, những cái tên là Trần Trường, Trần Truồng gì đó, những cái tên mà kêu bằng háo lợi ham danh, tưởng đâu dễ ăn, tưởng đâu thằng cộng sản nó là bây giờ nó thay đổi rồi, với cái nền văn minh nó sẽ theo kịp nền văn minh mà nó thay đổi, nhưng mà họ làm hết. Thằng cộng sản nó là con khỉ đột, thì con khỉ đột thì cái đuôi nó vẫn còn và cái tánh khỉ nó cũng vẫn còn như thường. Có thể đem con khỉ ra khỏi rừng nhưng mà không thể nào mà đem rừng ra khỏi cái đầu của khỉ được hết á. Mình phải nhớ như vậy mới được. Dù nó đi ở đâu, cái tánh khỉ nó cũng vẫn còn. Vì nó tưởng nó ở trong rừng. Tuy rằng bây giờ cho dắt cho nó đi ngồi máy bay, nó ngồi này ngồi đó, thì quý vị thấy những cái cách cư xử của mấy thằng Việt Cộng với Đảng Cộng sản Việt Nam thì quý vị biết rồi. Quý vị lấy con khỉ ra mà quý vị áp dụng là đúng đúng nhất, chứ không có cái gì mà trật đâu. Thì đó là mình đã hiểu rồi. Thì bây giờ tất cả bây giờ những cái sự việc xảy ra trong Việt Nam bây giờ ngày hôm nay á, đây là những cái trò mà là Đảng Cộng sản nó đã dựng cái tuồng lên, chính nó là đạo diễn. Thì bà hai vợ chồng của bà Hằng này mới mới làm rùm beng lên này nọ, chứ những cái chuyện đó ai lại không biết người, nhưng mà có người ta biết mà người ta không không có dám nói. Nhưng mà bà này bây giờ bà dám nói á, thì thằng cộng sản nó cũng vẽ cái mức cho bà biết, à bà nói tới cá nhân đó thôi, tới cái đó là ngưng. Còn cái chuyện của bà đó tôi nói không có lâu đâu, quý vị cứ chờ đi. Ngồi sống ở trong chung với thằng cộng sản đó, là nên biết rằng là nó sẽ tới. À, bây giờ nói thiệt với online đó nha, nó bây giờ ở trong nội bộ Đảng Cộng sản đó, có năm bảy cái hai ba phe ở trong đó đó. Bây giờ thân tín của Nguyễn Tấn Dũng cũng còn, thân tín của bên này cũng còn, Phú Trọng đủ, nó tùm lum ở trong hết á, bên nào cũng muốn ăn, bên nào cũng muốn nuốt, bên nào cũng muốn làm bá chủ hết. Thì tất cả những cái đó đó là một một những cái gì đó, những cái tấn tuồng mà Đảng Cộng sản nó dựng nên mà thôi. Bây giờ nó đương chia để trị, nó đương chia để trị à đó, nó đương chia nhiều, mình thấy nhiều phe phái đó. Tại sao thằng này nói thì không có đụng mà có thằng kia nói thì bị. Mà quý vị nên biết là bây giờ hiện tại ngày hôm nay đó, quý vị nhìn sơ tôi với cái chuyện mấy cộng sản nó làm gì làm kệ cha nữa, tôi bực mấy thằng này lắm. Mà bây giờ thấy không, bây giờ những cái sĩ quan tướng tá của tụi nó bây giờ đang bị đưa vô lò nhiều lắm, tụi nó đương tranh giành quyền lực và nó thẳng sàng nó tàn sát lẫn nhau. Mà bà Hằng này với vợ ông Dũng này đó là nó chỉ nằm ở trong một trong những cái con cờ của những cái thế lực này mà thôi.
rồi nó chỉ được một thời gian thôi rồi nó sẽ chấm dứt. Vì người dân, tôi nói thiệt đó quý vị, nhiều quý vị thì nói ô, tôi hồi lúc đó tôi cũng bực từ mình lắm, tôi nói tại sao người dân không thấy. Nhưng mà tôi suy đi nghĩ lại, tôi nói người dân người ta biết, người ta hiểu, người ta biết hết, nhưng mà người ta không có dám nói, không có thổ lộ. Vì quý vị nên biết, nói ra thì phải có người đứng đỡ sau lưng, mà đỡ sau lưng phải là phải những cái cây đại cổ thụ kìa, chứ còn cụ ke các ké là nó dứt hồi nào không hay. Rồi những cái tấn tuồn mà cái bằng ăn miếng trả miếng tàn sát lẫn nhau rồi nó sẽ xảy ra. Tôi nói dưới chế độ cộng sản là nó cái sự này nó tàn sát không thể không thể nào mà nó bỏ qua đâu. Nó làm đủ thứ trò đó. Nó làm đủ thứ trò hết á. Mà tất cả những cái sự việc này đó là một ở trong những cái bài bản của Đảng Cộng sản mà thực hiện thôi. Chứ thật sự ra người dân người ta biết hết. Bây giờ bà Hằng này bà có làm mưa làm gió, bà thâu mấy ngày đầu lên nói cho người dân khoái, bây giờ được mấy trăm triệu người, không phải bà mua được mấy trăm triệu người đó đâu. Không phải bà thu phục được một mấy trăm triệu mà người mà để coi, ê Bình nói mấy trăm triệu nói tầm bậy, mấy triệu người mà để coi những cái sự tố cáo của bà với cái tụi ca sĩ mà lường gạt tiền đâu. Tuy nhiên á, đây á, là những cái trò của tụi nó. Dưới chế độ cộng sản bây giờ nó đủ thứ trò, nó đủ thứ màn, nó thứ đủ thứ hết á. Ô bây giờ hồi nãy em nói tới vấn đề tôn giáo cũng vậy nè. Từ bây giờ ở ngoài Bắc cho tới Trung Trung rồi tới miền Nam, tất cả những cơ sở gọi là tôn giáo là một những cái chiêu trò của cộng sản nó dựng ra. Tôi đã nói mấy lần rồi, tôi nói không biết bao nhiêu lần về cái vấn đề. Trước khi mà muốn nói ra này phải nên nhớ rằng thằng cộng sản nó thuộc về cái loại mà tam vô, vô thần, vô tổ quốc và vô gia đình. Phải phải nhớ như vậy cái chỗ đó mới được. Lấy đó làm căn bản thì đừng có nói rằng thằng cộng sản nó tin đạo. Nó cho mở những cái này cái nọ để người dân sùng bái, nhưng mà đó là những cái cách mà để nó làm đưa người dân vào vô cái chỗ u mê và mê tín dị đoan qua bởi những cái tên công an đầu trọc đứng ở trong đó. Quý vị thấy không, trời ơi, tôi qua hôm kia gì tôi mới coi một cái video của thằng Hoài Linh. Nó làm những cái chuyện rùi bu mà tôi không hiểu, mà không lẽ có những cái thằng cộng sản mà nó tôi nó mấy cái thứ ngu mà nó ngồi xung quanh đó rồi nó xếp hàng, nó chắp tay, nó lại, nó nói thằng này đương lên đồng lên bóng cái con khỉ khô vậy đó. Rồi đùng coi cái đó rồi mình dòm nó thôi 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 hết rồi. Hết rồi, đất nước Việt Nam bây giờ thôi. Bây giờ không còn, bây giờ nó kêu bằng nó loạn đến một cái mức độ không thể tưởng tượng được. Sau đó tưởng sao, mới cách đây 2 bữa trước có một cái gì đó, một cái clip video lên, tôi không biết cái loại tôn giáo gì, tôi không biết cha sanh mẹ đẻ. Tôi nói thiệt, tới tuổi này, tới tuổi gần đất xa trời, tôi mới thấy một cái tôn giáo thay vì người ta nghiêm trang kính cẩn mà người ta cung kính những cái bậc thần thánh, thì cái này tôn giáo gì mà ra múi giỏ quá gì mà toàn đàn bà không à, sồn sồn có con gái có ra múi giỏ. Mình tưởng đâu là nó làm cái gì mà nó múi giỏ, mà múi giỏ như múi giỏ Bình Định hay là múi giỏ Tàu tôi cũng không biết, rồi múa vừa lắc vừa này nọ. Mà thằng cộng sản nó lại cho để cho tiếp tục những cái đó, thì quý vị biết là cái mục đích nó muốn làm gì. Là quý vị, tôi nói thiệt đây là không phải là đạo, mà đây phải nói là những sự cám dỗ của ma quỷ. Rồi nó mượn ra cái chỗ đó, nó để hình Phật lên, đốt nhang, đốt đèn cầy
kiếm hai ba thằng đầu trọc nào mà công an mà kêu bằng lãnh lương ít thì vô đó ngồi là bộ tụng tụng tạ tạ gì đó rồi bắt đầu cái là để kiếm cơm. Mà nó lường gạt như vậy đó, lường gạt một cách công khai. Mà để nếu mà đi nói về mà chủ nghĩa cộng sản là không có là tam vô đó thì cái này đâu rồi, nó tin Chúa mà. Bây giờ nó tin trời Phật rồi, nó tin thờ ma quỷ, nó tin thần linh. Nó tin thần thần Hoài Linh rồi thần gì thằng cha đầu trọc gì mà ở chùa Ba Vàng ở ngoài miền Bắc á, thằng cha đại tá gì hay là trung tá gì công an đó, đó đồ toàn thứ đó không à, đầy hết. Mà bây giờ cái đó không phải ngoài Bắc không, bây giờ trong trong Trung trong Nam mà đi luôn tới hải ngoại này nữa. Nếu mà ai nói rằng ô hải ngoại không có đâu, hải ngoại thì tôi nói thiệt quý vị nha, bây giờ cái này nói ra thì mình không biết phải làm sao. Cái này đó mấy mấy chục năm ở hải ngoại rồi, nhìn thấy những cái mấy cái chùa ở hải ngoại này rồi, trời đất ơi thiệt, mình không biết làm sao. Ba cái thằng cộng sản bây giờ nó đưa ra đủ thứ trò đó để làm, bây giờ nó đầu độc tới người ở hải ngoại này nữa, là tôi nói vậy cho quý vị chứ đừng có nói gì người trong nước. Người trong nước thì thôi, cái đó là mình nó nằm ở trong cái rổ rồi, không có lọt ở đâu được, thì nó phải là người dân phải bây giờ múa may quay cuồng như một cái lũ điên. Coi những cái clip vô mình, tôi nói thiệt, cái dân tộc Việt Nam bây giờ tôi dòm thấy nó mới cộng sản đó. Nó nói 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, ba cái thằng Việt Cộng nó nói đúng quá mà. Rồi, bây giờ nó đào tạo ra một lũ điên điên khùng khùng. Điên điên khùng khùng, bây giờ mình dòm thấy rõ hết rồi đó. Ai cũng thấy. Chứ phải mà nếu mà tự nhiên tôi nói thì nói ông đưa bằng chứng đi, hay là ông đưa này nọ, bây giờ nó đưa tràn đầy hết ở trên net đó. Mấy con mẹ điên lên rồi rồi mấy cái thằng mà công an đầu trọc đó bây giờ nó vừa tu mà vừa có vợ vừa có con đủ thứ trò, mà giờ nó đem ra đi tới tới nó xách cái vali đó đi máy bay đi qua tới ở hải ngoại này để làm chi, để mà trụ trì trong những cái chùa mà người hải ngoại đã xây dựng ra rồi, để chờ thầy, để rước thầy từ thầy đầu trọc từ ở bên kia đi qua bên đây để mà quỳ lạy tiếp. Thì quý vị thử hỏi coi 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 làm sao. Bởi vậy nói đừng nói người trong nước bị gạt, người ngoài ở ngoại này cũng vậy à. Có những năm trước quý vị thấy không, thưa kiện chùa chiền người ông này thưa ông kia nói chiếm chùa, mà chùa là chùa của Phật tử bỏ tiền ra xây, đâu phải hai thằng cha cốt đột đó đâu mà thừa với nhau, tôi cũng không biết nè. Người ta Phật tử người ta bỏ tiền ra người ta xây xây để cho có nơi tu học, để mà tu tâm sửa tánh, cái mục đích là vậy, chứ không phải xây để một cái nơi để cho mấy cha kia là làm phòng the phòng hoa rồi cứ ăn đó là ngồi nói chuyện trên trời không à, ngồi nói chuyện trên trời không à. Ai mà nói tới nói điều chuyện chính trị thì đừng có bàn tới đời, vì nơi đây chùa chiền mình chỉ nói về vấn đề mà tâm linh thôi. Đó là những cách mà thoái thác để mà không có đụng tới cái đảng cộng sản, là cái đảng mà tụi nó làm tôi tớ và nô lệ cái đó. Trời đất ơi, tôi không không có biết rằng không có biết rằng nhiều người họ cũng ấy, nhưng bởi vậy qua cái sự việc mà của bà Hằng này đó, họ like cái tin anh đi, nó không có lâu đâu rồi cái màn này nó sẽ hạ xuống, và tất cả những cái sự việc này đó nó sẽ đi đến một cái mức độ gọi là bả cũng bị triệt tiêu, giống như bả đã triệt tiêu thằng Hoài Linh, con Phi Nhung hay là mấy cái người ca sĩ khác vân 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 vân. Còn cái số mà ca sĩ ở hải ngoại mà ham tiền đi về để ngồi mà ưỡn ẹo ỏ e ý ầu gì ở bển á, thì bây giờ nó cũng mau mau rút
rút ra để mà đi về lại để giữ cái gì đó, giữ lại cái mạng sống mình thôi. Nhiều khi nó khùng khùng, bây giờ của cải mấy người đó kể như tôi nói, nó sẽ đi đến mức độ nó sẽ tịch thâu hết, chứ không không có để một cái gì đó, không có một cái gì mà còn có thể mà tồn tại dưới mà cái sự mà tàn độc của bọn cộng sản đâu. Bọn cộng sản là vậy đó, một á là chúng ta phải tiêu diệt nó, còn hai á là đừng có chơi với nó và lầm lẫn là tưởng rằng nó đã thay đổi. Ai mà nói rằng thằng cộng sản, hãy chờ đi để thằng cộng sản nó thay đổi, người đó mơ rồi. Người đó có một cái mơ mà không bao giờ thành tựu được đâu. Tôi quên rồi, không biết có một cái ông nào lãnh tụ gì cũng của cộng sản có nói một câu nha. Ông nói đảng cộng sản không thể nào mà sửa đổi hay là thay đổi gì được hết á, chỉ có nước là phải tiêu diệt nó mà thôi. Nó còn nói vậy đó. Còn Đức Lạt Lai Lạt Ma đó là những vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng đó, cũng có nói loài cộng sản là loài mà cái gì dòi trùng gì đó là do cỏ dại mà sanh ra, cần phải tiêu diệt. Cái đó là không thể nào mà chúng ta nói rằng là nó thay đổi được hết. Ai mà đang muốn chờ cho thằng cộng sản nó thay đổi là người đó có một cái tâm ý khác, người đó có một cái tâm ý khác, và cái tâm ý đó họ muốn mong rằng để được hưởng một cái gì của đặc ân của đảng cộng sản, nên họ nói vậy để cho có những cái nguồn nguồn khác mà sale hỗ trợ việc này. Chứ tôi nói không thể nào được quý vị. Có nhiều người họ nói tôi cách đây cũng khoảng mười mấy năm về trước, họ nói ông là sao mà ông hận thù quá vậy, ông hận thù quá, ông nên tha thứ đi, mà ông hãy tha thứ đi rồi sẽ được thứ tha. Họ dạy tôi vậy đó, tôi được học đó nha, tôi được mấy mấy ông mấy bà ở trên đây dạy tôi, ở trên Bao Thoát là dạy tôi thôi. Ông lớn tuổi rồi, ông đừng hận thù, ông hãy tha thứ đi để rồi mai mốt được thứ tha. Rồi tôi biết nói làm sao, rồi tôi nói tôi cảm ơn sự dạy dỗ. Tôi á thì thật sự ra đó tôi đã tha thứ rồi, mà nếu mà nói là tôi hãy hãy chờ tôi tha thứ để được thứ tha thì tôi có làm tội gì đâu mà thứ tha tôi có đâu có làm tội. Nếu mà tôi có làm tội gì, tôi có cái tội thì tôi có nói cái tội của tôi là nói ra những cái sự thật, những sự tàn ác của Đảng Cộng sản mà thôi, với tập đoàn của tụi nó đang cai trị dân tộc Việt Nam mà thôi, chứ không có cái tôi không có cái tội gì hết mà tôi phải cần đòi hỏi có sự thứ tha. Tôi không có ăn cắp hoài, không có nói dối, không có giết người, không có làm gì hại tổn hại tới một cá nhân nào hết. Tôi chỉ nói cái sự thật thôi. Còn nếu sự thật đó mà đụng chạm thì chỉ đụng chạm cái đảng cộng sản là cái đảng ăn cướp mà thôi. Còn nói về hận thù thì thưa các anh chị, cái chữ hận thù này á phải nói rằng tùy theo người. Tôi nói thưa các anh chị, nếu người nào mà đã bị con dao nó làm cho mình đứt tay thì ở trên tay mình nó có dấu sẹo, phải không? Quý vị có đồng ý không? Có dấu thẹo chứ, có cái thẹo chứ. Mà cái thẹo đó, thưa quý vị, khó chữa lắm. Và cái thẹo nó sẽ đeo theo quý vị suốt cả cuộc đời. Mà mình có thể rằng mình quên đi về con dao nó đã làm cho mình đau, mình chảy máu. Nhưng mà khi mình rờ vào cái vết vết đó đó thì mình mới biết rằng khi xưa chính cái đó đó thì đó đã làm cho mình mà có vết sẹo ngày hôm nay. Thành ra tôi quên rồi quý vị, tôi quên không có nghĩa rằng tôi không nhớ. Tôi nhớ chứ, thằng cộng sản nó làm cái gì cho tôi biết chứ, tôi nhớ chứ, tôi tha thứ đó.
Nhưng mà nó phải làm cái gì, nó phải làm một cái gì để nó thay đổi. Ai là không biết. Còn những người nó trời ơi, ông nó nói này nó nọ, thì tôi nói thiệt, có những người thắc cười lắm, buồn lắm. Có những người chưa ăn được một hộp cơm ở trong tù, họ không biết cái, họ không chưa bao giờ hít thở một cái không khí ở trong cái nhà tù, họ không biết cái nhà tù nghĩa là cái gì nữa. Họ tưởng là nhà tù là một cái của một cái khách sạn có giường nệm trắng êm, nước trong, cơm trắng, cá tươi đồ, họ tưởng tượng như vậy, hay là họ coi phim quá nhiều, tôi không biết. Họ tưởng vậy vì họ đâu có được một ngày nào mà bị phải nằm ở trong đó, trong cái hoàn cảnh đó. Mấy năm trước tôi có kể những cái câu chuyện, có những vì vì ở trong nhà tù cần những cái sinh vật để mình ăn vô để mình có một cái chất bổ dưỡng. Không biết con đó là con gì. Con dế cũng ăn được. Con trùng đi ra mà bị đi họ đi làm mà ruộng làm mà trồng cây cuốc đất gì đó, bắt được con trùng ăn họ cũng ăn để có một sự có một cái chất bổ. Đến cái mức độ cuối cùng, những lời này tôi nói không phải, mà quý vị hãy đọc những cái tài liệu của những người cựu tù của Việt Cộng, quý vị thì quý vị sẽ biết đến nỗi mà con giòi đó quý vị, cơm người ta đổ ở trong cái máng đó rồi nó để một hai bữa nó thành ra con giòi, người ta còn bắt con giòi đó để người ta ăn. Quý vị thấy thấy có nhiều người họ nghĩ rằng ô đây là những cái chuyện tưởng tượng, đây là những cái câu chuyện tưởng tượng cái sự mà tàn ác ở trong tù. Nhưng thưa quý vị, cái này không phải tưởng tượng, cái này không phải là phim ảnh hay là cine, nhưng mà đây là cái sự thật, đây là một cái sự thật 100%. Tại vì có những người họ không bị mà bây giờ mình nói cũng khó lắm. Có những người họ không bị mà họ lại dạy dỗ cho những người bị. Bởi vì tôi nói thiệt, phải nói hai tiếng bó tay. Họ không hưởng được, họ không bị hưởng. Họ tưởng, họ cứ tưởng tượng mãi. Cái sự tưởng tượng của họ đã làm cho họ mê muội ở trong cái lý thuyết của cái Đảng Cộng sản mà kéo dài cho tới ngày hôm nay. Kéo dài cho tới ngày hôm nay đó quý vị. Ngày hôm nay có những kẻ mà sống ở trong nệm ấm chăn êm, đang có hưởng được sự tự do ở xứ ngoài, họ vẫn còn tưởng tượng rằng thằng Cộng sản nó đã thay đổi. Ngày hôm nay nó này nọ vẫn 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 và vẫn là cái gì đó. Vẫn sửa đổi rồi. Thì nên để mà họ quay về với thằng Việt Cộng. Mà cái thằng Việt Cộng là cái thằng đã từng đánh đập họ, từng mắng chửi họ, từng giết cha, giết mẹ, giết vợ, giết con, vân 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 vân. Họ quay về. Quý vị thấy coi có một cái dân tộc nào nó tắc cười như vậy không? Quý vị thử coi coi. Rồi có những cái người mà họ đã từng chứ bằng mà tôi vừa kể cho quý vị, ở trong tù Đảng Cộng sản, cơm không có ăn, áo không có bận, đói khát, rồi ngày hôm nay được sung túc ở ngoài, đi là làm kiếm tiền rồi giàu có rồi này nọ, hí ha hí hửng, bây giờ giác đầu quay trở về lại ở Việt Nam để mà cùng nhau tam du, cái kia tam vô, còn này tam du, du thử, du dâm và du hí. Tôi nói thiệt cùng quý vị đó, cái loại tam du này nè. Hồi xưa thằng Cộng sản là tam vô, cái này là tam du. Quý vị thấy chưa? Thấy cái thằng Việt Cộng chưa? Hằng hà sa số, biết bao nhiêu những cái câu chuyện mà về những người này về. Tôi nói thiệt, tôi cũng có những người bạn bè. Tôi có những người bạn bè. Rồi bây giờ họ quay về, trời ơi, tôi hỏi ơi thôi tôi cũng nín lặng luôn.
Tôi nói thôi như vậy mày mày đã quên rồi. Mày đã quên rồi cũng thôi. Thì mày thích thì mày cứ làm theo cái ý của mày đi. Mà bây giờ mình nói sao giờ khi người ta cũng muốn. Nhưng mà có dưới đó nó cũng có nhiều cái quý vị nên biết nhiều cái câu chuyện mà kể những người mà thứ nhất trong nó đó có những cái loại người mà kêu bằng mà tôi mà phải kêu bằng không biết nói sao, đó là những người đi hát câu. Quý vị biết hiểu cái đi hát câu là cái gì được rồi chứ gì, để về để đi qua để qua một cái xứ sở này nọ sau khi bị tù đầy của Việt Cộng. Rồi tưởng sao năm 3 năm năm 7 năm sau quay trở về, còn nhiều người còn về làm ăn đồ này nữa, rồi còn khen nữa. Trời mẹ ơi, có thằng trai gì mà biệt động quân tôi quên mẹ nó cái tên rồi, nó lên clip hồi nào đó không biết, nó bây giờ còn khen bây giờ đất nước đã thay đổi đường rộng lắm rồi, cái gì đường rộng rồi, nhà cao lắm rồi. Tôi nói mấy mẹ Việt Nam thiệt tình đó nha, người mẹ Việt Nam, tôi nói ở trong trong trái tim của những người mẹ trên thế giới này, người mẹ Việt Nam là người trái tim rất là đau khổ khi có những cái loại đứa con giống như thế này, bất nhân bất nhẫn bất hiếu bất trung, họ không còn một cái gì nữa để mà dùng cái chữ gì để mà giải thích những cái loại người này. Bây giờ có tiền về thì cứ tam du thôi, du thử du ý du dâm, những cái loại này nhiều lắm thưa quý vị. Mà Việt Cộng á bây giờ nó đã và nó đang cứ dùng cái chính sách chiêu sách này mãi mãi và mãi mãi để mà nó làm. Thứ nhất là nó có tiền vô, tiền đồng đô la vô, tiền ngoại tệ vô, cái đó là cái thứ nhất quan trọng. Cái thứ hai là nó được cái những cái con mồi sống mà đi để mà dụ những cái con nai mà còn hơi nhát nhát để mà dụ chiêu dụ những con nai đó quay trở về. Và thứ ba nữa đó thưa quý vị, đây là những cái kẻ mà nó có thể bắt được, đây là những kẻ mà làm giống như là con tin vậy đó. Vì những cái tên này đi du dâm du đồ mà không có bị mà tụi nó quay hình hay là cái gì đó, làm cái gì mà để làm bằng chứng để sau này ra và buộc tội. Cái đây là cái chiêu trò trò chơi của Đảng Cộng sản từ hồi nào tới bây giờ lận, chứ không phải là mới ở đây đâu, không phải là mới đâu. Thành ra tôi thưa cùng các anh chị, bây giờ là Đảng Cộng sản nó đang dùng nhiều chiêu sách lắm. Mà chiêu sách thứ nhất giống như online nãy em có nói đó, thứ nhất đó là bây giờ chùa Việt Cộng Đảng Cộng sản bây giờ là tập trung vô mở chùa, bây giờ bắt mấy công an cạo đầu ra, thằng nào cũng thích thích đô la thích gì đó không biết, thích đủ thứ, thích tùm lum thích tà la, rồi cứ vô ngồi đó rồi sẽ có những con những con nhạn là nó sẽ cúng, nó quỳ, nó lạy, nó đưa tiền cho ăn cho mập cho béo này nọ, và tiếp tục để dụ những cái con trù khác, những con trù khác nó dụ những con trù khác vô, thành ra nó phá nát hết cái những cái lòng và cái sự tranh đấu. Một mặt nữa tụi nó tổ chức những nào ra một đám khác là tổ chức ăn chơi đờn ca hát sướng để làm chi, để đầu độc cái đám mà thanh niên tuổi trẻ và giới trẻ là mầm mầm non của quốc gia. Mà ngày hôm nay mầm non, bây giờ tôi nói mầm non quốc gia là rường cột của quốc gia chứ không phải nữa, không phải rường cột nữa. Bây giờ là cái khoái nhất của Đảng Cộng sản là khi nó thấy những con gái bây giờ cứ lên khoe lên, bôm đứa bôm ngực, đứa bôm mông, đứa rồi tắm trắng tắm đen tắm xì dầu tắm tắm tùm lum tà la, ăn bận thì mình không biết là nó thiếu giải khúc trên hay là khúc dưới tùm lum tà la, rồi nó đảo lộn một cái xã hội nghĩa là không thể tưởng tượng được, mê tín dị đoan
đưa cái thằng Hoài Linh qua để là mà lên đồng lên cốt rồi cổ vũ, còn còn kêu gọi đồ này nọ để mà có một thu hút một một loại mà kêu bằng cái những tín đồ mới, à tôi dùng những tín đồ mới tới để múa may quay cuồng làm chuyện điên điên khùng khùng để nói chuyện với cõi trên cõi dưới cái con khỉ khô gì đó không biết. Rồi quý vị coi coi, rồi những trẻ đó làm sao đây, những giới trẻ đó làm sao đây, thanh niên thì cứ ngồi ngồi bia ôm vô 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 sáng say chiều xỉn, những công việc thì bê trễ, những cái công trình thì bị ăn cắp móc ruột, người ta văn minh là bê tông cốt sắt, còn nó thì còn đại văn minh hơn nữa là bê tông cốt tre, bởi tạo ra không biết chết biết bao nhiêu ngàn người. Đến nỗi mà cái mà nói dốc cùng thế giới là nói là Việt Nam chế ra được cái gì đó, thuốc chích ngừa COVID, mà bây giờ là ngửa tay ra đóng những cái trò nói là em bé này đã hy sinh đập con heo 100 triệu, em bé mới có 5 tuổi mà 100 triệu ở đâu có vậy quý vị. Nếu mà em bé có 100 triệu thì thằng cha này là cũng là đại tham nhũng chứ không phải là vừa đâu. Thằng cha này là phải đại tham nhũng mới là em bé 5 tuổi mà đập con heo ra có 100 triệu, 100 triệu để cúng cho cái quỷ gì mà để mua thuốc đó. Rồi ông già nào nó dựng những cái tuồng mà thô triển đến nỗi mà trời ơi, tôi nghĩ rằng con nít nó đóng còn hay hơn đó. Nghĩa là, quý vị thấy không, nó khi dễ cái dân trí của người người ở trong nước, thấy rõ ràng đó, nó khi dễ cái dân trí của người dân Việt Nam đang hiện tại. Quý vị đang sống dưới một cái chế độ mà nó coi quý vị giống như là những con cừu vậy đó, khi nó muốn nói gì nó nói, nó khi dễ tới cái dân trí, nó khi dễ đến cái sự mà phân biệt trắng hay là đen, tại vì người dân cứ ngồi cúi đầu khụp đầu xuống cúi là nghe nghe thằng thầy, nghe thằng đảng viên, nghe thằng cán bộ, nghe cứ nghe cúi đầu nghe 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 dạ dạ thưa thưa, thành ra không có một phản ứng. Con chó thì nó nói con mèo dạ, con mèo thì nó nói con chó dạ, con cái gì cũng vậy, tất cả mọi sự việc đó đây là những cái ván bài xếp sẵn. Thành ra cái việc của bà Phạm Minh Hằng này nó không có gì lạ đâu, đối với tôi không có gì lạ, vì đây á là nó đương mở màn để cho bà này đó, là để cho người dân người ta thấy, thấy không, đảng lãnh đạo phải không, đảng đã ấy để cho bà này tự do nói để phanh phui cái thằng Hoài Linh, con Phi Nhung và những cái người khác, nhưng quên, nó quên rằng nó là thằng ăn cướp, ai cũng biết cái thằng đó, thằng cán bộ bình thường mà nhà là hàng ngàn tỷ tiền ở đâu mà nó có. Những cái sự dối trá gian dối của thằng Việt Cộng bây giờ cả thế giới ai cũng biết hết mà. Bây giờ cái hậu quả đó quý vị đã thấy trên trong đất nước Việt Nam ngày hôm nay đó, trong đất nước Việt Nam ngày hôm nay đó, quý vị thấy có một cái gì mà phát triển lên không, mà có những người con mắt không biết, tôi không biết nó để ở đâu, con mắt nó để ở trong cái đáy quần của nó hay sao, nó không có thấy, nó nói là bây giờ đất nước bây giờ tiến triển rồi, đường xá mở rộng lắm rồi. Đúng rồi, hồi xưa hồi đời mà Việt Nam Cộng Hòa rồi quốc gia đó, người ta xây cầu ban ngày thì ban đêm nó đắp mô, nó giật mìn để cho người ta chết, cầu xây thì nó giật ra cho sập thì làm sao mà xây đi, bây giờ chỉ có mình nó thôi, mà người ta nước ngoài người ta gửi tiền tới và gửi nhân công tới để mà xây cầu, nó còn ăn cắp cái những cái tiền đó để biết bao nhiêu những công trình xây cầu xây này xây nọ bị thiệt hại và bị gây ra biết bao nhiêu tai nạn cho dân chúng không. Người dân mà nó khi thường người dân tới một cái mức độ không thể tưởng tượng được, đưa những cái hình ảnh mà kêu bằng mê tín dị đoan lên, khơi 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 lên nói đảng là thánh minh này rồi này nọ, hãy gom tiền cứ cái bây giờ nó bắt thằng Hoài Linh nói là bà Phương Hằng á, bà kêu Hoài Linh á
Hay tại sao mà cứ đặt câu hỏi tại sao Hoài Linh gom của người ta mười mấy tỷ đó bỏ trong ngân hàng, mà trong khi đó nó đảng nghe nói không biết nó gom, mới gom hôm qua hôm kia gì tôi mới coi nè, nó leo không biết cả trăm tỷ để mà gom tiền của dân để đi mua thuốc quý vị. Biểu dân gom góp tiền lại, có ít gom ít, có nhiều gom nhiều, mà thằng nào mà gom ít là chết cha đó. Rồi để đi mua thuốc. Nhưng mà quý vị nói nên nhớ rằng nó gom tiền của dân rồi nó đem đi, nó gửi ngân hàng để lấy lời, thì giữa nó với Hoài Linh thằng nào tội hơn quý? Rồi cái chuyện của cái đảng mà bỏ vô tiền để ngân hàng để mà có lãnh lời lời đó, tại sao bà Phương Hằng đâu có dám đụng tới, đụng tới phỏng tay làm sao? Cục lửa này là cục lửa thứ thiệt mà, đâu có dám đụng tới đâu. Lơ, không thấy, không biết, không thấy, không biết, không nghe. À, quý vị thấy không? Còn cái kia đó, có bằng chứng, bà mướn không biết bao nhiêu đội ngũ mà công nghệ thông tin bơi móc này đó, từ hình ảnh này nọ, là Photoshop đủ thứ trò, bắt buộc để mà hạ gục những cái đối thủ mà bây giờ mình cần phải diệt, đảng cần phải diệt. Mà những cái tài liệu này nó không có đâu xa đó, tôi nói thiệt cùng quý vị nha, những cái thằng mà là làm cho đưa những cái tài liệu để cho bả đó là toàn là những cái thằng đảng viên của Đảng Cộng sản. Quý vị nghiệm đi, đây là những cái tập đoàn mà của đảng viên Đảng Cộng sản ở trong công nghệ thông tin, tụi nó có hết tất cả những cái này, và một khi nó muốn là nó đưa ra những cái bằng chứng này để cho bà này bà mở miệng ra, và chúng nó có cái cớ để nó hốt lại những cái của Đàm Vĩnh Hưng nè, Hoài Linh nè, Phi Nhung nè, nhà cửa vân đai bất vân vân và vân vân. Cái đó là kế hoạch của Đảng Cộng sản nó đưa ra. Rồi kế hoạch này nó không phải ngừng ở đó đâu, nó sẽ quay trở lại để nó chụp lại cái người mà đã làm tay sai cho nó, là cái bà Phương Hằng, vợ chồng bà Phương Hằng. Đừng có nói bà Phương Hằng có người đỡ đầu, thằng cha gì vợ chồng bà là thằng cha đó là có là thằng cha đó hình như là dân biểu gì của Việt Cộng hồi xưa nữa. Không có là không có đủ cái gốc đâu, vì ở đây nó còn cái gốc còn bự hơn nữa, và khi mà cái gốc này nó đã quyết định rồi thì tất cả mọi gì đó đó thì các anh chị cũng biết những cái sự việc này đó là nó đã xếp sẵn rồi, và khi mà nó xếp sẵn rồi đó thì chúng ta cũng nên biết rằng mình ngồi đấy mình chờ thôi, chờ gì, chờ để coi tụi nó đóng kịch cho vui thôi. Chứ nó đã coi người dân trong nước là cái dân, cái là dân con cừu, mình cứ làm gì làm dân nó nghe được rồi, nó mừng, nó còn mừng nữa khi những người dân cứ, quý vị vậy thấy không? Rồi qua những cái ví dụ bây giờ nó đương lăn xả vô cái vụ mà đá banh, vụ đá banh cũng vậy, nó đưa cho những người trẻ chạy vô cái vấn đề mà ngó qua đá banh. Qua cái nhiều chuyện tôi nói thằng Cộng sản đối với tôi đã nói từ hồi nào tới bây giờ rồi, thằng Cộng sản không thể tin được, thằng Cộng sản không thể tin được nó, vì thằng Cộng sản, thưa quý vị, đừng có mong rằng nó thay đổi, đừng có mong rằng thằng Cộng sản nó sẽ thay đổi. Còn có nhiều người nói cái gì chắc Cộng sản, tại sao mình không có hòa hợp với hòa giải với thằng Cộng sản để mà mình cùng cái gì xây dựng quê hương. Tôi nói quý vị nào mà nói những câu đó là cái đó, tôi nói thiệt đó nha, những người đó họ không biết. Bởi vậy hồi nãy đầu tiên tôi đã nói rồi, những người chưa ăn cơm tù, chưa uống nước trong tù, chưa biết được cái không khí ở trong nhà tù ra sao, thì đừng có nói cái chuyện tù tội, đừng có nói chuyện tự do và tù tội là nó như thế nào. Thì đối với thằng Cộng sản nó cũng như vậy đó, họ chưa biết được thằng Cộng sản, chỉ nghe qua sách vở phim ảnh ấy, thì thôi đừng có bàn tới thằng Cộng sản. Thằng Cộng sản mà còn ngồi đó tin nó để mà hòa hợp hòa giải
Tôi nói chỉ nói rằng nên lấy một cái ví dụ điển hình nhất là qua cái hiệp định mà ở Paris năm 1973 nè. Ai là người phản bội? Ai là cái người mà xâm phạm cái hiệp định Paris 1973 và đưa quân từ miền Bắc vào trong miền Nam để mà xâm chiếm miền Nam? Tất cả những sự việc này Đảng Cộng sản nó đã làm và tất cả mọi người ai cũng biết, ai cũng thấy. Tôi tức có một cái là ai cũng biết hết, chứ không phải nó giấu ở đâu mà người ta không biết. Ai cũng thấy, ai cũng thấy hết á. Ai cũng biết hết những cái sự việc này. Sự việc này gọi là sự việc lịch sử, chứ không phải ai đặt ra. Lịch sử không có ở trên lịch sử của thằng Việt Cộng thì coi trên những báo chí quốc tế hay là này nọ vân 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 vân. Ngày hôm nay công nghệ thông tin có đầy đủ hết rồi. Quý vị muốn tìm hiểu một cái gì đó, cái sự gì đó, quý vị chỉ đánh lên trên đó là quý vị tìm ra rồi. Đâu có cần phải mà làm chi cho nó mất công mà nghe ông này bà nọ mà nói là mình nói thêm nói bớt gì thì nó khổ ghê đó. Nhưng mà nó lại khiến cho những cái đứa trẻ ở trong nước cũng vậy nè. Những đứa trẻ ở trong nước thì khi mà mình nói rằng là cái cờ của quốc gia Việt Nam là cờ vàng ba sọc đỏ. Còn cờ mà thằng Việt Cộng nó đương treo mà các em, các cháu mà nói rằng đây là cờ của nước Việt Nam đó, đó là cái cờ của Tàu, của tỉnh Phúc Kiến. Nó rõ 100% nó như vậy, không có cái gì mà thắc mắc hết á. Muốn thắc mắc thì đi vào ở trong những cái hệ thống tìm hiểu của mạng thông tin công nghệ thì biết liền cái gì đâu. Đâu có ai giấu giếm gì đâu. Mà tại sao không chịu mở cái óc ra để mà hiểu được cái đó? Rồi có những cái người con người ở sanh ra ở miền Bắc, tôi nói gì nó đã mất dạy quen rồi. Thứ đó nó mất dạy rồi, nó cứ nói ba que, bốn que cái ông có nội nó. Mà nó đâu có biết là ba que là cái cờ của tổ tiên dân tộc Việt Nam của chúng nó. Mà nó còn chửi, vậy là nó chửi cha nó rồi. Nó chửi ông nó chửi tổ tiên nó rồi mà nó không biết sai sao. Tôi chưa từng thấy một cái loại nào mà giống như mà những cái loại này đó. Mà thứ này cứ hở chung là mấy thằng Bắc Kỳ cứ nói cái gì ba que. Que cái ông nội nó que. Ba que là tổ tiên của mày chứ là có ai mà mày cứ ba que rồi bây giờ mày cứ ôm cái lá cờ khùng khùng điên điên của cái thằng Tàu rồi mày nói là cờ dân tộc. Và rồi còn tự hào nó chết mẹ không à, nó chửi cờ của cha ông mình, cờ tổ tiên mình, cờ của dân tộc mình, rồi nó lại tự hào. Rồi có những cái loại mà mấy thằng mà công an mấy thằng không phải công an, mấy thằng cái gì đó, mấy thằng đi ra đây nó mình hay kêu nó gì đây tôi quên rồi, bò đỏ bò gì đó, nó thì nói nó cờ đó là cờ tổ quốc rồi này nó. Thiệt là ngu gì mà ngu vừa vừa thế chứ. Công nghệ thông tin hồi xưa thì nó còn nói láo Lê Văn Tám ôm bom, Lê Văn Trỗi rồi này nọ vân vân. Toàn là ba xạo không à. Toàn là thứ ba xạo. Những cái thứ ba xạo này tôi nó hỏi quý vị chứ làm sao mà để cho nó ở tồn tại được ở trong những cái việc này. Bởi vậy mỗi một lần mà khi mà mấy bữa này thì không có anh không có coi cái vụ của bà Hằng gì, anh biết được cái kết quả rồi nó sẽ đi tới cái mức độ đó. Nó triệt tiêu những cái con chốt này rồi nó sẽ bắt con pháo, nó sẽ bắt lần lần, bắt con sĩ rồi bắt con xe rồi nó chiêu tướng. Nó chiêu tướng là sạch bắt. Con mẹ này thằng cha Dũng gì đó sẽ cốt khỉ hoàng lại cốt khỉ thôi. Tất cả đều nằm ở trong cái kế hoạch của Đảng Cộng sản, Bộ Chính trị của tụi nó. Chứ không có chạy ở đâu, không có thoát ở đâu hết. Hiện tại bây giờ chúng nó đương hai ba phe. Hai ba phe. Nhưng mà rồi đây, cái phe nào
nó sẽ triệt tiêu phe nào, rồi đây quý vị sẽ coi đó từ từ. Rồi trời nó sẽ lấy hết nhà thổ của thằng Hoài Linh, nhà Diễu, nhà gì tùm lum tà la, quán ăn quán sạn, tất cả. Tôi nói hồi nãy tôi có nói mà chắc tôi nói hơi lẹ, quý vị không có để ý, tất cả những tài liệu mà bà Nguyễn Phương Hằng này bà có để bà đưa ra những bằng chứng để bà tố cáo thằng Hoài Linh, con Phi Nhung hay là những cái người khác vân 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 đó. Tôi nói thiệt cùng quý vị, cái này những cái tài liệu mà những cái bằng chứng mà bà có đó là do Đảng Cộng sản nó đưa ra cho bà. Và Đảng Cộng sản là ai? Nó ngụy trang là những cái người thân tín làm tay sai cho bà, nằm ở trong cái ban bộ ban như ban thông tin vậy đó mà, để tìm công nghệ để đi tìm đó là tụi nó không à. Nhưng mà đây là cái hình thức của Đảng Cộng sản, nó không ra mặt nhưng mà nó núp bóng ở dưới đó, nó ca ngợi bà này để nó thổi bà này lên. Ai mà có đủ tin tức, bây giờ tôi nói thiệt, tôi cũng ở không nè, tôi về hưu rồi, tôi ở không, tôi muốn tìm tin tức người nào tôi ngồi tìm. Nhưng mà tìm, quý vị nên biết, phải cần có một thời gian rất là sâu. Muốn tìm một cái tin gì đó, quý vị phải đi đi rất sâu, càng tìm hiểu nó càng lẫn quẩn trong nó. Đâu phải vậy một số một chiều, tụi nó có nguyên cả một cái tập đoàn. Tập đoàn này của tụi nó là tập đoàn của Đảng Cộng sản, nó mới dùng những cái này, có những nguồn tin tụi nó đã có rồi, lúc này nó mới tập lùng hết. Quý vị không có để ý hả? Khi quý vị coi những cái video lúc bà này ở trên YouTube đó, bà này khi mà bà đưa ra những cái tin tức của bà, nó đã được in lên trên những cái trang A3, là cái trang lớn đó. À, cái trang lớn, và những cái trang lớn đó đó, những cái tin tức đó đó là nó do cái bộ gọi là, mình nói là bộ ban tình báo, bộ tình báo là cái gì đó, của tụi Cộng sản đó, nó mới đưa ra cho những cái đàn em của tụi này. Nó móc nối qua những cái đường dây đó, rồi đưa mới giao lại cho bà. Để mà rồi mượn cái miệng của bà, để bà nói đi, bà tố đi, rồi tụi nó mới ra tay. Chứ thật sự ra nếu mà nó ra tay nó làm á, thì nó sẽ bị mang tiếng, đảng sẽ bị mang tiếng là đảng cướp giật của dân. Mà thật sự là đây là đảng cướp mà. Đảng cướp của dân, cướp của thằng Hoài Linh. Rồi thì tất cả những cái người mà ở hải ngoại đó, họ sẽ không dám về đây hát, không dám về mua gì hết, vân 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 vân. Nó dính chùm nhiều thứ chuyện lắm. Nhưng mà nó sẽ diễn ra một cái tuồng rất là hay, để cho cái miệng bà này, hai vợ chồng bà này đóng phim, đóng tuồng cho hay. Tài liệu nó đưa ra hết, bằng chứng nó đưa ra, nó chỉ mượn cái miệng bà này nói đi, để tôi chụp cổ buộc tội tụi kia. Đây nè, có những bằng chứng bà này bà đưa ra, vân 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 nè, ABC nè, có những bằng chứng này nè. Ông có tội, chị có tội, em có tội thì phải đền tội, là bằng sao đó mình không biết. Đó, cái chuyện đó hậu xét. Nhưng mà cái chuyện sự thật là chúng nó đã dàn dựng đó. Mình không thể nào mà mình bỏ qua được mấy những cái tin này á. Tôi nói thiệt với quý vị, tôi mới đầu tôi coi thì tôi nghe ra thì tôi nói rồi, nhưng mà coi kỹ trở lại thì mình thôi kệ nó, mình cứ để đi. Đây đang, chúng ta đang đi ở trong cái tình trạng là phải, quý vị phải nên hiểu rằng chúng ta đang ở trong cái tình trạng để nhìn chúng nó cấu xé lẫn nhau. Tôi nói thiệt phải dùng, chúng nó đang tự tố cáo và cấu xé lẫn nhau. Chúng nó đang tự, chúng nó cào cấu để mà đi đến một cái chết chung, là không phải là con mẹ này sẽ vậy với thằng cha đó, là hai vợ chồng này có thể mà vượt qua khỏi cái này đâu. Nó đã tính sẵn rồi, và nó sẽ dồn ra tay cho hai vợ chồng này vào cú chót, không sớm thì muộn thôi, chứ không đừng có nói rằng không bao giờ có cái việc này. Không sớm thì muộn, sự việc này nó sẽ phải xảy ra và sẽ đem đến cho chúng ta nhiều cái ngạc nhiên. Đối với tôi thì không có ngạc nhiên, vì đây là những cái tấn tù của thằng Việt Cộng nó dựng ra, không có cái gì lạ nữa. Không có cái gì lạ nữa. Nhưng mà người dân á, tôi rất tiếc rằng là cái thằng Việt Cộng á, tới bây giờ nó cũng vẫn còn coi những người dân là những con cừu.
Nó cứ coi những người dân là những con cừu không. Quý vị thấy không? Nó xem thường thường cái sự suy nghĩ của những người dân. Mấy hôm trước thì nghe nó nói là bây giờ người dân không có thèm coi tivi nữa. À, đúng rồi, truyền hình về tin tức nước nhà nữa. Nhưng mà người dân thì chờ đợi cái giờ nào mà bà Phương Hằng này lên để tố cáo Hoài Linh Phi Nhung. Bà nói chuyện mấy tháng trời đó. À, mấy tháng trời. Rồi bây giờ nghe nói còn moi từ từ, moi người này, moi người nọ, moi mà mình chả biết nữa. Nhưng mà rốt cuộc đây đó, rồi tự tụi nó vạch áo ra thôi. Rồi vạch áo ra rồi dắt dao tự đâm. Lưng thằng này đâm kia đâm, thằng này đâm kia, thằng kia đâm nọ đâm, rồi rốt cuộc tất cả đều chết hết. Nó sẽ đi đến kết quả đó, cho nó không có đâu xa đâu. Những đây là những cái tấn tù của đảng Cộng sản nó dựng ra mà. Rồi nó đưa không biết bao nhiêu những cái con nhạn mà lọt vô cái bẫy này. Mà không phải riêng gì người trong nước, mà trong đó có dính người ở hải ngoại nữa. Cái đám ca sĩ ở hải ngoại mà khoái về bên Việt Nam, nghe nói là về được ngồi ăn trên, ngồi trước, ngồi chấm điểm. Rồi hồi nãy like có nói cái gì, con nhạn Gò Công là Phương Dung gì đó. Con nhạn Gò Công cái gì hay là Gò Mối, Gò gì, bây giờ là tới giờ rồi. Trời ơi, mấy người đó thì nó thiệt sự tình thì tôi cũng chả hiểu nữa. Ham chi những cái danh hiệu Phương Dung là con nhạn Gò Công đó. Rồi nhiều lắm, chứ không phải là Phương Dung không đâu, rất là nhiều. Mình ở đây mình đâu có nhớ hết đâu, nhiều lắm. Tất cả đều cứ, tôi đã nói rồi, vấn đề cứu lục, tôi xin nói chỉ 5 phút về vấn đề quỷ gây quỷ cứu thôi. Không thể tưởng tượng một cái đất nước mà nhiều người họ quên nha. Tôi nói hồi không biết cách đây 2 năm hay là 3 năm, cách đây 2-3 năm. Quý vị nên biết miền Trung là năm nào cũng lũ lụt. Thứ nhất là ở Quảng Ngãi, Quảng Nam. Miền Trung lúc năm nào cũng bị bão lụt mà. Cái đó là có một bài hát nữa. Miền Trung quê tôi bão lụt gì đó. Thì quý vị nên biết có một số người ở hải ngoại họ gửi tiền gì à. Và cùng với những người ở trong nước, không biết ca sĩ, cái nghệ sĩ gì đó, cùng gửi tiền về rồi đi tới địa phương đó, rồi đem tiền tới để mà giúp cho những người mà bị bão lụt đó. Thì cái đám công an phường tí gì phiết gì của tụi nó đó, nó không cho, nó biểu phải giao cho nó, rồi nó mới phát, nó biết dân có số bao nhiêu, người đó bao nhiêu rồi phát, rồi dân giao. Rồi giữa tụi nó với nhau đó, quý vị, giao cho, bây giờ tụi nó giao cho thằng công an trưởng. Thằng công an trưởng nó đi tới nhà thằng bạn nó là thằng bán gạo, mua những cái gạo mà mốc rồi, của cách đây 2 năm về trước nó đã mốc rồi. Bây giờ mua những cái số gạo đó với giá tiền rất là rẻ, thay vì để cho heo ăn thì bây giờ mua đó vô bị, mỗi bị 10 kg, và mua mì tôm, mì gói mà quá hạn rồi nữa luôn, đem đi cho dân miền Trung và phát cho người ta ăn. Và sau đó những cái nhà báo, cũng mấy cái thằng Việt Cộng nữa, nó mới đưa ra, nó mới chụp hình, nó nói trời đất ơi, đưa ra mà tại sao mà phát vậy, vân vân. La lên mới đưa đâu được mấy tiếng đồng hồ, tự nhiên cái tờ báo đó biến mất. Tờ báo đó biến mất. Không còn thấy ở trên những cái mạng mà thông tin nữa, và biến mất là biến mất luôn, nó không còn nữa. Chứng tỏ rằng tụi nó đã toa rập để ăn những cái số tiền gây quỹ cứu trợ đó bằng cái phương cách là mua đồ mốc, đồ hư, đồ quá hạn để cho người dân ăn. Mà phải qua, tất cả đều qua cái bàn tay của nhám nhú của tụi nó, mà chúng ta hay gọi là tụi nó hay kêu bằng cái gì, Mặt trận Tổ quốc đó. Mặt trận Tổ quốc là một cái ổ đại tham nhũng. Mà bây giờ thằng Hoài Linh thằng này nó lại đem đi giao cái số tiền đó.
giao cho cái thằng mặt trận tổ quốc thì thôi, đem trứng giao cho ác thì thôi, còn gì đâu nữa, còn mong gì nữa mà đồng tiền đó mà lọt tới. Giống như hồi nãy tôi nói, nó đi bắt người ta phải đóng đóng tiền để mà mua thuốc, cái miệng thì khoai với thế giới rằng Việt Nam đã chế thuốc vaccine mà để mà chích chích corona rồi, nhưng mà chế vaccine mà chế bằng cái gì đó, cái gì đó, cái gì mà hồi xưa nó hay kêu á, thuốc gì mà thuốc bằng lá cây đó, tôi quên tên đó. Thuốc gì bằng lá cây, thuốc thuốc gì đó online, thuốc gì mà trị bệnh cũng uống nó, đau phổi cũng uống nó xuyên tâm liên, xuyên tâm liên chắc nó chế lộn sao bây giờ, xuyên tâm liên bây giờ bá. Bây giờ ở bên Việt Nam có thuốc chứ không phải là không, Pfizer cũng có, AstraZeneca cũng có, nhưng mà thuốc đó chích cho quan không à, với cán bộ lớn không à, còn mà dân á thì bây giờ chích bằng thuốc Sina nghe nói thuốc Sina chích vô điếc lỗ tai đó. Tôi hỏi quý vị những cái chuyện đó mà người dân không biết không, cái gì họ cũng biết. Trời ơi, rồi nói Việt Nam đã chế thuốc ra rồi, dư rồi còn bán để lấy lời, tổ cha nó nói láo vậy mà người dân bây giờ còn ráng đóng tiền gây gom góp để mua. Tôi cũng chưa 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 có biết đường ở đâu rồi, còn ráng gom góp và còn đưa những hình ảnh cụ già 97 tuổi đã đóng mấy trăm triệu hay là cả tỷ bạc cái tiền ông đó để chết đi mua hồn, rồi một em bé mới có 5 tuổi đã gom góp tiền đó bỏ heo 100 triệu. Em bé mà bỏ heo được 100 triệu đồng đó, thì mẹ của em bé là ba của em bé là có cả ngàn tỷ ở trong đó, là đây là một cái tên hạm đó chứ đâu phải là em bé cái con khỉ khô cái gì nói tào lao không, ba cái thằng như cộng. Thôi tôi xin cảm ơn hết tất cả những quý vị nha, bây giờ tôi tới tới giờ của tôi rồi, tôi xin cảm ơn quý vị rất là nhiều, hẹn một dịp khác nha, cảm ơn em online. Cảm ơn em lại mời mời những người khác cùng lên chia chia sẻ nha. Rồi có mà có online ngồi đây được rồi. Thôi xin chào hết tất cả các anh chị em nha. Rồi.